Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với podcast tám với tâm. Cảm ơn các bạn đã lựa chọn podcast này giữa hàng ngàn cái podcast ngoài kia. Cái tên của chương trình là nói là tất cả. Đây là một chương trình podcast mà Tâm sẽ mời những khách mời đến đây để cùng tám với mình những câu chuyện phụ nữ, chị em, những câu chuyện nóng hổi uh, của xã hội hiện nay, những câu chuyện mà tâm cảm thấy là nếu mà mình có một cái góc nhìn khác thì mình sẽ có à, cuộc sống của mình cái cách suy nghĩ mình nó sẽ được phong phú hơn và tâm rất cảm ơn sữa chống nắng anessa gomil đã tài trợ podcast ngày hôm nay sữa chống nắng anessa gomil thì các bạn đã biết rồi đó rất là đỉnh cao chống nắng kiềm dầu bảo vệ không giới hạn vì sao cũng là spf 50+, pa cộng 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 nhưng mà chống nắng anessa lại ưu việt hơn tất cả các sản phẩm khác đó chính là công nghệ đẳng cấp quốc tế autopuster siêu bình bỉ trên da không cho chút tác động của mồ hôi nè nhiệt độ cao sờ chạm hay đeo khẩu trang tối ưu hết khả năng bảo vệ da suốt ngày dài thách thức mọi trở ngại sữa chống nắng chống trôi nước đến 80 phút kết cấu sữa kìm dầu dưỡng da ráo mịn suốt ngày dài ngoài ra sữa chống nắng Go Milk này còn có 50% là thành phần dưỡng da chống lão hóa nữa cái điều mà tâm thích ở sữa chống nắng Nsa này nó chính là các bạn có biết có một số loại kem chống nắng khi các bạn đánh lên đó, các bạn sẽ bị một cái ví dụ các bạn đeo một cái mặt nạ màu trắng ở trên mặt gì đó. Còn với em Anessa này các bạn đánh lên các bạn không hề bị một cái vật trắng gì cả. Nó rất là tiệp màu da, các bạn chỉ cần một lớp chống nắng đó đi ra đường là tự tin rồi. Hôm nay có một cái chủ đề nó vừa đau lòng mà nó vừa nhẹ nhõm đó chính là làm sao đó move on khỏi một mối quan hệ sau khi chia tay. Hôm nay khách mời của Tám với Tâm là ai ạ? À? Đó chính là Thanh Thanh Huyền. Xin chào quý vị khán giả, mình là Thanh Thanh Huyền và Huyền rất là vui được trò chuyện cùng với mọi người trong ngày hôm nay. Hy vọng là chúng ta sẽ cùng nhau có những cái giây phút uh, thật là tích cực, cho dù nhắc đến những chuyện không được quá vui vẻ. <laughs> thì ngày hôm nay khi mà nghe chị tâm mời huyền cho podcast thì huyền cũng rất là hồi hộp tại vì huyền không thường xuyên tham gia vào podcast ừ. đó nhưng mà huyền là một người rất là thích nghe podcast hôm nay chủ đề là gì vậy chị mới nói xong luôn rồi tất á ủa chứ rồi tại vì chị biết xong em đang muốn quên những người yêu cũ mà <laughs> mà chị còn nhắc tới chủ đề hôm nay rất ngắn gọn và rất chua cay đó chính là làm gì khi người yêu cũ có người yêu mới Em như em có biết một cái bài hát đó không người có yêu, một cái bài hát người cũng cũ có người yêu, người yêu mới nghe vậy, cay hơn nghe rất cay nghe cay họ em thì em không cay tại vì nghe. em không khe em không quan tâm em không khe nữa thực ra cái đó. đó là một cái một cái gọi là tâm lý mà nên có của tất cả mọi người sau khi chia tay luôn á hmm. Nhưng không phải ai cũng có được bởi vì là tâm lý con người thì không phải lúc nào cũng nó cũng logical lúc nào nó cũng đúng theo những gì mà mình nghĩ vậy là em trộm vía em trộn vía, vía nha em trộn vía nha em trộn vía đó tại vì em không hiểu sao nhưng mà ừ. uh, không, em là một người em nghĩ là cái chuyện mua on đối với em nó dễ mà nó khó ừ hay là cái quyết định mà đưa ra việc là chia tay một người nó cũng vừa dễ mà nó cũng vừa khó nó dễ như thế nào mà khó như thế nào thì em nghĩ là ví dụ như khi mà trong một cái relationship một mối quan hệ thì thường là em sẽ cố gắng hết sức mình ừ. làm hết tất cả mọi thứ để yêu đâm đầu yêu sống như chết kiểu như là không còn cái gì mà mình có thể cố gắng hơn được nữa thì tức là nó khó đúng không ừ. tức là nó khó để mà chia tay nhưng mà khi mà em đã nói là câu chia tay rồi là Để em đi luôn rồi vậy là em giống chị rồi là, yeah. em giống chị em giống chị rồi như là như là em cũng quê nha trang thì phải đúng dạ, không đúng rồi. vậy là các cô gái ở ngoài ở cái miền đó là có cái tính cách giống nhau hay sao ta dạ. tại vì chị cũng như vậy khi mà yêu á là chị sẽ ở lại rất là lâu nha chị sẽ ở lại chị tới những cái giây phút cuối cùng mà chị có thể cố gắng được với người đó xong rồi chỉ cần một gọi là như những cái chuyện rất là xàm những cái chuyện rất là nhỏ nhặt thôi chị đi cái một uhm. mà chị quên cũng rất nhanh luôn tại là mình đã cố gắng hết tất cả cho người đó rồi đúng không dạ đó cho nên là nếu mà như vậy là em với chị cùng là một cái cái cái, cái dạng um, khi yêu là mình sẽ có người mới trước hay là người kia của em sẽ có người mới trước um, em nghĩ là thường là tại vì em không quan tâm tới người ta um. cho nên nếu mà người ta có người mới hay không thì em cũng không biết mà thường là bạn bè em kiểu hay lén lén kể lại cho em mình nghĩ là em còn quan tâm là thực ra là em cũng không quan tâm nhưng ừ. mà em là một người không dễ có một người mới sau khi chia tay người cũ tại vì em luôn nghĩ mình cần có một cái khoảng thời gian cho bản thân của mình ừ. 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 <laughs> còn uh, chị theo kinh nghiệm bản thân thì là chị uh, chị, sao? chị để mình nói là có bồ mới sau khi có bồ cũ thì cũng lâu dạ. nhưng mà để có những cái, cái 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 mối vui mới thì rất nhanh dạ đến mức mà những người yêu cũ của chị sẽ nghĩ là chị vì những mối mới đó mà chia tay người ta nó, <laughs> tức là nó, nó 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 nhanh đến mức như vậy luôn á ừ. và chị không hề cố tình dạ chị không phải là kiểu chị cố tình ông tay để chị nhớ lại rồi chị nhớ lại con <cười> <cười> nhưng mà nói chung là mình 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 không mình rất là trong sáng mình rất là thẳng thắn là mình chia tay rồi mình mới bắt đầu mình qua những cái mối vui mới nha ừ nhưng mà cái người cũ ở lại người ta sẽ rất cay chứ. người ta sẽ rất cay và người ta sẽ kiểu có một lần rất là buồn cười à, mối tình đầu của chị thì là chị vô tình chị chị uh, có một cái người mới ngay sau khi chị chia tay người ta là bao nhiêu lâu chị nhanh lắm em giống như là Rồi. kiểu mà ngày hôm ngày hôm trước chia tay hôm sau có Ôi, có trời mối mới Oh my god chị đỉnh nha em chưa bao giờ mà có cái tốc độ ánh sáng luôn không mà. nhưng mà mối mới đang không phải là bồ mới chỉ là nói chuyện vui vẻ, vẻ. đạp xe đạp yeah, đạp xe đạp rồi lại các bạn cái từ chuyên môn yeah. là đạp xe đạp đó chị à vậy hả là là mua nhanh rồi gọi đạp xe đạp hả không à, phải kiểu như là có nhiều người crush mình ừ. hoặc là mình crush mọi người nhưng mà nó không phải là một mối quan hệ nghiêm túc ừ. đó là kiểu là mới bắt đầu là kiểu vui vẻ thôi thì giờ người ta gọi một cái cụm từ là đạp xe đạp một cái bộ môn thể thao mới đạp chị ừ. như là sai uh, chị cũng đạp xe đạp cũng ừ. uh, cũng cũng vội nhưng mà còn bồ mới thì khác nha bồ thì thực ra là sau khi chia tay một mối quan hệ nghiêm túc thì sau đó rất lâu thì mới có mối quan hệ nghiêm túc khác ừ. nhưng mà đạp xe đạp thì nhanh ừ. và rất là mắc cười đó chính là lúc mà chị đạp xe đạp thì chị sợ là cái anh bồ cũ của chị thấy chị đạp xe đạp à, mình nói chung là mình cũng vẫn phải giữ hình ảnh một chút xíu đúng rồi và chị vô chị định blog ảnh thì vô phát hiện là ảnh anh friend mình từ đời nào rồi ủa sao không nhanh vậy ông nhanh hơn mình luôn không, không phải anh tại vì đó, tính là chị lại là người bị sốc đúng không chị bị sốc thật ra tại vì ảnh thấy chị đẹp xe đẹp ừ. thế là ảnh vào ảnh ảnh anh, anh friend luôn ảnh up hình buồn rồi tính status buồn nó lại khá là typical những người mới chia tay á ờ ừ. kiểu là... hai mấy câu tâm trạng chị chị đẹp sẽ đẹp chị phải chọn vùng chị đẹp chứ sao mà chị chị đẹp đâu mà gần chị đẹp hơi lộ vậy? chị đẹp lộ quá bản thân cái người là người move on nhanh thì thực ra là nói thiệt là mình cảm thấy vui nói ừ. thẳng ra bởi vì đây là tâm lý con người mà dạ. chứ không phải là mình ác mình cảm thấy là mình không phải là cái người bị ở đây chứng kiến người ta đi mà mình sẽ cảm thấy là mình đi thì mình hơi có lỗi nhưng mình vẫn cảm thấy là thà là mình thà mình là gây lỗi cho người chứ người đừng gây lỗi cho mình nữa hiểu không em hiểu em hiểu em hiểu đó cho nên là có em sao em, em có nghĩ, bao giờ em nghĩ cái khúc đó chị hơi men vì họ chị hơi đàn ông quá họ đúng tại vì người ta nói ví dụ như sau khi chia tay thì đàn ông họ sẽ thường là rất là vui họ sẽ làm những cái việc mà họ chưa được làm trong một khoảng thời gian đó họ sẽ rất là bung lụa còn chị em phụ nữ là hai tuần sau khi chia tay là siêu vật vả vật vả vật vả thì thì em thấy chị đạp xe đạp nhanh như vậy thì thì là chị hơi men nhưng nhưng mà em là trời hai tuần với một tháng sau khi chia tay là em như một con khùng con khùng tại vì đây có có mấy anh mất cấp ở đây với em là mọi người biết cái Thì lúc cô... mà sau khi chia tay á là là tự nhiên nước mắt em nó cứ chảy thành dòng như vậy mà em không kiểm soát được cảm xúc của mình luôn hay nhưng vậy. mà em ý là không phải không, không có hay như ý là Rồi. không hay xin lỗi xin lỗi không có hay ý là dễ em ơi bốc xe <cười> <cười> um, lạ vậy dạ, dạ. vậy dạ gì hả là, là cái lúc đó là em nhớ là đang ngồi mất cấp xong nước mắt em nó chảy thành từng dòng vậy đó là tự nhiên em em không suy nghĩ gì nữa nhưng mà cái cảm xúc của em nó em không thể nào kiểm soát được nó wow. nhưng mà em sẽ bị như vậy khoảng tầm cỡ 2 đến 3 tuần Để em khó vượt qua wow. nhưng mà chỉ trong khoảng thời gian đó thôi nha còn sau đó ví dụ như là tròn đại một... một tháng trời ơi là em xá cái ức liền luôn á là em kiếm có có chiếc xe đạp nào nằm ngay đó chưa là có xe đạp luôn. xe đạp liền là có <laughs> xe, xe đạp ơi <laughs> như là làm em vui liền ừ. nhưng mà thường em để ý những cái người yêu cũ của em á thì thường sau một tháng là họ lại bắt đầu nhớ ừ. kiểu vậy vì em nghĩ là cái việc mà move on on uh, sau khi chia tay thì nó không có một cái thời gian cố định hoặc là phải là như vậy ừ. thì mình mới được mà nó sẽ tùy thuộc vào từng tình huống, từng cuộc tình và từng tính cách của mỗi người đúng rồi khi mà mình một chia tay một mối tình ha thì xét về mặt mặt lý yeah. ví dụ như bây giờ mình chia tay một phút sau người ta có bồ cũng là chuyện của người ta yeah. nhưng mà những người mà ở lại và những người mà có bồ sâu á không ai chấp nhận cái chuyện đó hết yeah. thì lý do là gì ta cái là tâm lý con người đúng không ví dụ như bản thân em lại không quan tâm ừ. là cái việc là ảnh đang một mình hay là ảnh có người mới em hoàn toàn không quan tâm đến, đến cái việc đó, ờ, nhưng mà cũng có những người thì em biết là họ sẽ ngược lại, họ sẽ vào stock Facebook, xem thử thì là, là... cái người mới là sao, có hơn tôi hay là ừ, không? Standard của anh này, là vẫn còn ờ, giữ nguyên không ừ, hay là ừ, sao? Kiểu, kiểu, kiểu là như vậy. Ừ. Đó thì em nghĩ là cái này thường thì không biết là đàn ông họ có quan tâm đến người mới của mình không chị, hay là chỉ có chị em phụ nữ mình mới quan tâm đến người mới của người kia thôi. Chị nghĩ cái người nào mà còn yêu thì họ sẽ còn quan tâm. Tại vì đó là tâm lý của con người thôi. Khi mà mình vẫn còn yêu một người hoặc là mình vẫn còn để ý tới cảm xúc của người ta, vẫn còn quan tâm tới người ta thì mình cũng mong ngược lại. Cho nên nếu mà mình chia tay với người ta và mình thấy tự nhiên đâu phút mốt là thấy có bồ mới là mình cũng rất là cay. Ừ. Thì mình sẽ tự thắc mắc là người người yêu mới này đến ngay sau khi chia tay hay là đến trong cái lúc chuẩn bị chia tay. Mà nhanh như vậy đúng không? Ừ. Hai nữa là trong cái quá trình yêu nhau lâu như vậy á, anh quên nhanh vậy sao? Đó là cái kiểu tâm lý của con người như vậy. Thì uh, nhiều khi đôi khi họ dùng cái người mới á, chị để họ cố gắng quên mình đi. Nó cũng là một cách, nó ừ. cũng là một cách. Nhưng mà cái người kia người ta đâu biết được đó. Người ta có thể chống chế, người ta sẽ nghĩ là um, chắc là quen người này Rebound thôi, làm sao mà bằng mình? Nhưng mà trong sâu thẳm mình rất, vẫn rất, cảm thấy rất là cay chứ, đúng không? Dạ yeah. Uh, nãy giờ chị nói về cái chuyện mà chị có xe đạp mới rồi nhanh, nhưng mà thực ra là có một câu chuyện tình yêu chị chỉ quen người ta có hai tháng thôi, hmm. mà đến bây giờ nhắc tới nó vẫn là một cái gì nó rất là cay đối với chị, bởi vì là chị với anh nó yêu xa, yêu xa và nó là một, một mối quan hệ rất độc hại. Tại sao lại độc hại? Độc hại ở đây là uh, ảnh gaslight chị á gaslight và cho đến sau này chị mới có thể có được cái cụm từ gaslight để chị có thể đi kể cho mọi người nghe là anh đã làm gì với chị còn cái lúc đó chị nói mọi người nghe không ai hiểu chứ hết không ai hiểu là ủa rồi mọi người sẽ kiểu mọi người biết là là anh làm cho chị không vui nhưng mà mọi người không có thực sự cảm nhận được là là anh đã làm gì chị kể mọi người cũng không hiểu thì sau này nó mới có cụm từ là gaslight nó Vậy dễ em, kể chuyện hơn em nghĩ có thể là khán giả có nhiều người họ sẽ chưa hiểu đúng chữ, gaslight. Về tự, chữ gaslight nói sao ta gaslight giống như kiểu mà người ta sẽ làm cho mình cảm thấy là mình làm không có làm gì đúng hết trơn à. mình 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 sẽ suy nghĩ một cái chuyện gì đó nói một câu gì đó mà họ sẽ luôn làm cho mình cảm thấy là ô mình nghĩ gì đó là sai rồi à, e, e, hiểu em 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 biết em biết em ừ, biết cái này ừ kiểu như là họ luôn cảm giác là mình bị thấp kém mình cố gắng bao nhiêu cũng không đủ tốt đúng rồi hmm. tại vì nó cũng có một cái lý do là bởi vì là ảnh nha học đại học thì là học gì nhỉ kiểu trường top học trường top, top học uh, thạc sĩ thì học trường Brown wow. anh trai thì học bác sĩ trường Stanford oh my God. là coi như là những là coi như là thấy là quá quá đỉnh ông đẹp trai cao to đó cho nên là anh sẽ cảm thấy là những người khác thì sẽ cũng hơi thấp hơn ảnh á ừ. và ảnh làm cho chị cảm thấy là chị không có giá trị nhiều với lại nữa là hai tháng đó là hai tháng mới yêu. Dạ Cho nên trong cái thời gian mới yêu đó mình thấy cái gì cũng đúng và mình cảm thấy là mình sẽ cố gắng và mình kiểu mình cảm thấy cái gì cũng đẹp. Cho nên thời gian mà mới quen mà chia tay thì mong mới quen hai tháng mà chia tay nó đau hơn cái chuyện mà ba tháng ba năm mà chia tay em à đúng không em công nhận không? Thật hả? Chị cảm thấy như vậy? Tức là em Tại vì em chưa có cuộc tình nào Mà hai tháng Nên ừ. là em không đo lường được Ví dụ như là Em là một người rất là khó Để bước vào một mối quan hệ ừ. Nhưng mà thường một Mối quan hệ của em Thì nó cũng khá là dài Ít nhất cũng hơn một năm ừ. Ừ. Thì uh, Ví dụ Mối tình lâu nhất của em là bao nhiêu lâu? 6 năm Wow Thì bây giờ khi mà em chia tay một năm với 6 <laughs> năm Cái nào đau hơn? Ừ. Em cảm thấy là Cái lúc sau khi chia tay Dặn xé thì một năm nhưng mà tại vì lúc đó em còn nhỏ không nó là như vậy đó yeah. tại vì còn cái lúc 6 năm là bởi vì em đã nghĩ tới cái chuyện chia tay rất là trong một sáu năm đó à cũng vài lần trong lúc 6 năm rồi cho nên đến cái lúc khi mà em chia tay xong thì em cảm thấy nhẹ nhõm và năm. nó là khoảng gần một năm trước à, nói chung là hơn 6 tháng trước oh. nói chung là nhiều hơn 6 tháng nhưng mà mới tin chị thấy vẫn mới hả Tại vì cái câu chuyện tại vì 6 tháng à, tại vì 6 năm, Mỗi là 6 năm mà em mới chia tay có 6 tháng không, Thì nó mới hơn, chứ. Hơn 6 tháng, hơn. Cho là năm đi. Dạ. Là cũng rất là mới, mới toanh. Cho nên là em thấy không? Bởi vì là trong thời gian 1 năm á, hoặc là dưới 1 năm mình mình chia tay một người á, là mình đang chia tay một cái hình mẫu mà mình tưởng tượng trong đầu. Nhưng mà sẽ rất là đau. Còn khi mà em chia tay trong vòng khoảng 2 năm đổ trở đi á là em chia tay với con người thật của người ta. Ừ. Mà và đôi khi con người thật nó nó mình gặp này gặp nọ mình chửi nhau rồi cãi lộn rồi gặp rất là nhiều vấn đề rồi cho nên là lúc đó mình chia tay là mình kiểu mình thấy khỏe rồi ừ, em đúng em thấy không? em có một cuộc đời mới ừ. ừ nó khỏe lắm em ơi đúng không em nằm đúng. Một giường kiểu như em cảm thấy cuộc đời này xong nó khỏe thế trời ơi em Cũng thấy sao khỏe có những cái mà trước giờ em chưa được làm hoặc là có những nơi em chưa được đi thì bây giờ em được làm rồi em thấy em, em là chính bản thân của ừ. mình xong mình có thời gian mình chăm sóc cho mình nhiều hơn đúng rồi gặp gỡ gia đình gặp gỡ bạn bè của mình kiểu mình đi đâu mình cũng không phải lo lắng tối xem phim gì ừ, cũng cần phải phải cái, lựa chọn không phải là cái khoảng thời gian trước kia không tốt ừ. nhưng mà mình cảm thấy là ờ bây giờ đúng là mình hơn mình cảm thấy thoải mái mình mới ừ. tự do mình muốn ừ. làm gì mình làm thời ờ. gian trong ngày của mình rất là dài đúng không dạ cho nên đối với bản thân em thì sau khi chia tay không nhất thiết phải đạp xe đạp mà ừ. mình có khoảng thời gian cho riêng bản thân đúng của mình rồi. là em đã thấy đã đời rồi. Sau khi em chia tay cuộc tình đó là em download Tinder. À đây kể cho mọi người nghe. Oh my god em phải kể cho mọi người nghe về trải nghiệm Tinder. Tất cả mọi người đều biết là Thanh Thanh Huyền sử dụng Tinder đúng không ạ? Dạ biết rồi. Thì, à. thì đây ok. Tại vì em chưa bao giờ sử dụng app hẹn họ trước đó luôn. Ừ. Có một, lần, chị cũng vậy. có một lần em phỏng vấn chị Phương Mai MC Em hỏi chị là cái điều gì chị tiếc nuối nhất Sau khi chị lấy chồng Và đến thời điểm hiện tại chị nói là Chị chưa bao giờ sử dụng áp hẹn hò Em ghim cái câu đó trong đầu Em kêu oh wow Mình không muốn sau này có ai hỏi mình Thì mình trả lời như vậy làm liền, Cho làm nên liền. là sau khi chia tay Là một khoảng thời gian khoảng tầm Cỡ 3-4 tháng sau Là em download Tinder em Tưởng 3-4 em... ngày đó Không có ừ. Em quá chán Em quá chán Em, em ngộn muốn là xem thử nó có cái gì ừ. trên đó Thì em download Tinder xong Thì em mới rất là nhiều những hình ảnh của em nhưng mà không có mặt, không có mặt em, em vẫn để tên của em nhưng mà em em chỉ à, chụp lưng thôi, ừ. em chỉ chụp lưng thôi. thì khi mà em download vậy thì em cũng muốn là mình sẽ đạt được những chiếc xe mà nó chất lượng, kiểu international nha chị, thì em mới mua cái platinum là cái gói mà cao nhất luôn, ừ, đó. đó. Ừ. thì thì em mới mua được một ngày, thì tinder gửi cho em một cái thông báo, bạn đã bị ban khỏi tinder forever bạn không bao giờ được sử dụng Tinder nữa chỉ một ngày thôi em Mày swipe chỉ... right nhiều quá hay sao phải, trời ơi gặp ai cũng tại vì biết chị biết không Tinder nghĩ là em bị giả em bị giả danh không nghĩ à. đó là em tại vì tại vì em đâu có số mặt em đâu thì mọi người thì em không có verify không chung. dạ đó ừ. nói chung là ý em... là ở chị sao chị biết về dụ verify này chị không biết chị nghe bạn chị kể thôi nha ừ chứ ừ, chị không có biết chị không có xài thì verify là nói chung là mình cũng phải hình như là chụp chụp mặt của mình ai biết đâu ai biết gì mà ủa chị chưa bao giờ sử dụng tinder hả hả chị thử coi hả thử đi thôi chị nói thật với em đi chị chưa bao giờ sử dụng gái hẹn hò nào sử dụng chứ <cười> 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 chị thử có thể là có thể là chị dùng hình của một ai đó nhưng mà chị đã sử dụng chứ thì chị cũng chị cũng phải lên nó chị coi thử chị ngó ngó nghiêng sao nó có gì là chị cũng biết ừ. là chị nói chuyện với em chứ thấy không nó, nói chung là em thấy là đây cũng là một cái trải nghiệm mới đối với bản thân của em thì mình thử em em nói chuyện với người này người kia thì em thấy ồ thế giới này rộng lớn ghê cũng đang nói về áp hẹn hò cũng nói là vui nếu người yêu cũ chia tay một cái ừ. dây dây trước dây sau đào một cái app về kéo thì em sẽ cảm thấy như thế nào? À em không quan tâm đúng không? Dạ. Chị thì chị sẽ rất là quan tâm. Tại vì là chị sẽ cảm thấy là Ôi, thế 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 tôi là anh quên tôi nhanh nhanh vậy hay sao? Thì chị sẽ rất là chị chị đào thì được nha. Ừ. Chị thì sẽ hơi hơi tính hơi hơi gia trưởng chút xíu là chị đào được. Còn người ta đào chị sẽ rất là cay. Uhm. cho nên chị thà là sau khi chia tay chị không biết gì hết luôn kiểu như chị không biết gì hết là người ta có quen ai là có thích ai là người chuyện chị sẽ kiểu thôi đừng kể tại vì thà kể là mình sẽ bắt đầu mình bị so sánh con gái nhỏ này hay so sánh đúng không mình sẽ yeah. kiểu tôi xem cô gái tiếp theo anh chọn hơn tôi điểm nào không em thấy bạn Ủa? đó xui <laughs> như cái vậy sao chị đúng không? Ờ. nếu mà thực sự mà mình chia tay một người bởi vì người đó với mình có những cái bài học không mấy vui vẻ mà sau khi chia tay nếu như mà cả hai đều không tốt lên ừ. hoặc là không thay đổi thì người tiếp theo chẳng phải là nạn nhân là gì? Wow đúng không ạ? tức là khi mà có một mối tình mới thì em không thể nào mà đối xử với người ta theo cái cách sai lầm mà em đã đối xử với người cũ hay là có cái kinh niệm khiếm khuyết của mình mình phải nâng cấp bản thân của mình chứ mình phải học bài học và mình cái người mới em luôn nghĩ là họ sẽ tốt hơn người cũ ừ. tại vì bản thân của mình đã tốt hơn nên mình Đúng sẽ rồi. chọn những gì tốt hơn cho chị luôn nghĩ mình. là mối quan hệ tiếp theo sẽ luôn tốt hơn mối quan hệ cũ mỗi người mà đến với cuộc sống của mình thì em nghĩ là tức là nó phải xảy ra ừ. tất nhiên là mình cũng sẽ hối hận là uh, tại sao đó là thanh xuân của tôi rồi có những cái cơ hội mà mình phải bỏ đi về mình muốn được ở bên người ta mà sau này em nghĩ lại thì mọi thứ xảy ra nó có lý do. Ví dụ như là kể cả như em 6 năm không đi được đến đâu với nhau. Nhưng mà em nghĩ lại là chắc là nó phải là như vậy. Người cần gặp là người mình cần phải gặp. Yeah. Và cái khoảng thời gian nó là như vậy là khoảng thời gian mình cần phải có. Ừ. Nên mọi ừ. người hay nói là uh, cũng tội nghiệp cho con bé này, ví dụ như là chia tay lâu rồi, uh, không được cái gì cả sau một cuộc tình. Nhưng mà em nghĩ là cái chuyện mà được mất đó nó là do cái cảm nhận của mỗi người chị cảm thấy nếu mà trong 6 năm đó hoặc là trong 9 năm 10 năm đó mà người ta hạnh phúc thì đó là một khoảng thời gian xứng đáng ừ. còn cái chuyện mà không được thì cái người đàn ông người ta cũng mất một khoảng thời gian đó mà chứ họ đâu dạ. có tự dưng là yêu 10 năm có mình bên đây mất còn bên đó là vẫn là là số không đâu đó cho nên chị cảm thấy là miễn là mình ở cuối ngày có một người anh của chị nói một câu rất là hay anh hỏi chị á có thể là trong cái khoảng thời gian quen nhau nó có nhiều vấn đề thì mình hối hận trong cái thời gian quen nhau nó có nhiều vấn đề nhưng mà mình sẽ biết được là mình không hối hận về một người đó chính là mình hỏi bản thân mình là cái giây phút ngày đầu tiên nói với người ta là mình yêu người ta mình có hối hận không ừ. nếu có giây phút đó mình không hối hận thì cái mối tình đó là một mối tình đúng còn có trong cái thời gian quen nhau mà nó tan đàn sẻ ngé rồi cãi nhau là nó là câu chuyện khác nha còn cái giây phút đầu tiên là giây phút quan trọng cho nên chị nghĩ là 10 năm, 1 năm, 2 năm, 2 tuần, 2 tháng, 6 năm, nhìn đi chăng nữa Thì cái giây phút đầu tiên mà mình nói yes với một người là giây phút rất là quan trọng Là mình biết được là khi mà mình nghĩ lại là mình khối hận hay không Game on Đúng không? Game on Game on Đó, đang nói tiếp về nạn nhân, về cái vụ 2 tháng ha Em có nghĩ ví dụ như những cái nết giống như chị á Những cái nết mà kiểu mà ví dụ mình chia tay người ta Mình đạp xe thì được nhưng mà người ta không được quyền làm xe thì cái đó là mình còn tình cảm với người ta không hay là cái đó chỉ là một cái nết xấu tính của một không, không thực ra cái này cũng không nói được gì nhiều, nhiều. Ừ. có thể là bởi vì chị cảm thấy anh chưa cố gắng cho chị bằng chị đã cố gắng trong cái mối quan hệ cho ừ. Nên, ừ. nên bây giờ chị được làm những gì chị muốn ừ. nhưng mà anh thì anh vẫn phải trả giá wow. thì sao đúng không chị ừ. đó là ý là ý là tại sao trong lúc quen tôi anh không thương yêu tôi anh không quan tâm đến tôi mà ừ. trong khi tôi đã cố gắng hết sức mình rồi vậy thì bây giờ bước ra khỏi một mối tình thì tôi được làm gì tôi thích nhưng mà anh bây giờ anh phải anh phải ngồi đó anh trả nghiệp anh phải soi gương anh phải soi gương <laughs> anh phải soi gương đi đúng không ạ bây giờ anh muốn có cơ hội quan tâm đến tôi nữa nhưng không không thể vì bây giờ chị mắc bọn là xe đạp rồi ơi đúng bây giờ là xe đạp của chị nhiều gara, gara. đây chị là một bãi xe một bãi giữ xe <laughs> Nhưng mà chị rất là thắc mắc đó chính là em Nãy giờ em nói là chuyện là em không khe là người yêu cũ, người yêu mới Nhưng em đã gặp trường hợp đó bao giờ chưa? Hay là bởi vì em chưa gặp cho nên em mới nghĩ là em không khe? không thực ra thì như em nói với chị là đàn ông sau khi chia tay thì họ sẽ có những cái mối vui rất là nhanh ừ. thì tất nhiên là trong cái khoảng thời gian đầu em vật vã thì em sẽ khe khoảng thời gian đầu chắc chắn em sẽ khe là tại sao mà trời ơi vừa mới chia tay mình mà đã ảnh đã đi uh, uh, Anh không thương mình thật lòng sao hay sao đúng không ăn sơn hào hải vị <laughs> không cũng chứ hẳn là sơn hào hải vị cái đó thì em không biết nhưng mà ảnh vui nhanh như ừ. vậy nhưng mà khi mà em trưởng thành hơn thì em biết là ờ uh, người ta dùng cái đó để người ta quên bản thân của mình ừ. đi ờ, có thể là con gái của mình cần cái thời gian để chữa lành lâu hơn nhưng mà đàn ông đó là cái cách mà họ chữa lành để mà họ quên đi những cái giây phút mà họ ở bên cạnh mình thì đối với em thì em chỉ cần khoảng tầm nó vài tuần thôi sau này thì em không không quan tâm nữa nhưng mà có một cái mà em luôn làm cho người yêu cũ của em họ cảm thấy không biết em không biết là họ cay hay là như cách họ nói là họ nể mình ừ. đó là cuộc sống của em hoàn toàn không thay đổi những cái routine thói quen và công việc của em hoàn toàn không thay đổi kể cả trong lúc em đau buồn cái lúc mà em đau Hay nhất nhờ. cái lúc mà em khóc nhiều nhất cái lúc mà có những cái biến cố nó xảy ra thì lúc đó em vẫn ở trên sân khấu em vẫn đi làm một cách bình thường nhưng mà xuống sân khấu là em khóc là tức là đi làm là không ai biết cho nên sau này những cái người đó họ nói lại với bạn bè của em là không hiểu sao huyền có thể như vậy Thực ra là em như vậy cho nên là em mới move on nhanh được á. Yeah. Mình phải lắp cái khoảng thời gian của mình bởi những công việc khác. Ừ. Chứ nếu mà em cứ như vậy mà em cứ ở nhà, em ôm gối em khóc thì em sẽ rất là lâu thì em mới phải quên được, đúng không? Dạ. Yeah. Còn đây là em cứ sống cuộc đời của em, em vẫn xinh đẹp. Thì người cũ của em sẽ nhìn vào và kiểu... wow. ừ, oh, đúng chị, không, Đúng không? Ngày nào em 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 không thôi là gọi là trang điểm với lên đồ nha <laughs> kể cả là trong lúc mà em buồn nhất nha chia tay xong là họ mọi người nói là em vẫn phải em vẫn vẫn rất là slay vẫn rất là sờ lay luôn đó mọi người <laughs> thì thì ảnh mới nói là ờ công nhận em không có một cái gì thay đổi em vẫn tập trung vào bản thân của em và cái đó là làm cho người ta cay là em và là người, người ta tỉnh, táo, tỉnh táo tỉnh yeah, táo vì mọi Chủ người viếng. ví dụ như là anh sẽ nghĩ là ờ uh, nhiều khi mình đau khổ mình sẽ không đi làm được không gặp gỡ người này người mặt mét ừ nhưng mà không mình không thay đổi cái gì hết thì em nghĩ cái đó là cái mà khiến cho một người đàn ông họ vẫn họ mãi và họ sẽ tiếp tục tiếc nuối bản thân của mình đúng rồi chị cảm thấy có thể nha là sau khi chia tay người ta có người yêu mới mình vụng vỡ bên trong mình cũng như là chết trong lòng như vậy 8 phần nhưng mà bên ngoài mà cũng phải đẹp ừ. mình vẫn phải, vẫn phải cho người ta thấy là không có anh tôi vẫn ổn cho nên đó là lý do mà về sau đó, em không còn kiểu blog nữa tại vì em không em muốn người ta nhìn thấy là em tốt hơn so hiện ừ. tại còn chị á sau có chuyện mà bởi vì là chị đạp xe đạp nhanh cho nên là chị không muốn ta thấy <laughs> thì câu chuyện mà cái anh mà hai tháng á chị phải unfriend ảnh là bởi vì là lúc đó là ảnh bắt đầu up story về người mới rồi ừ. còn chị là cái cái vết thương nó còn quá mới đi chị không muốn nhìn thấy điều đó ừ. và cứ mỗi lần mà cứ story nó cứ nhảy lên là mình phải xem chị thấy không Ông tiếp tục độc hại tức là ông hoàn toàn là quan tâm về bản thân ổng chứ không ừ. hề là quan tâm bản thân chị. Đúng rồi Ví dụ như một cái người người ta hiểu là ờ uh, sau khi mà chia tay thì có gì người ta kiểu tém tém lại chút, ví dụ người ta có đạp sẽ đạp ta tém tém lại chút bởi vì biết là người còn quan tâm đến mình. giống như, như đi ổng đi ảnh friend giống như giống chị hả? ổng ổng con đi app story về người mới hay tức là ổng anh... cố tình ổng làm chị buồn rồi. Tức là ổng là một người rất là kiểu ích kỷ mà, rất ích kỷ. Và sau này một thời gian khoảng chừng một tháng sau vẫn face time chị và hỏi là mình có thể làm bạn được không? Ừ thì chị nói là Trời. chị nói là uh, tâm cũng nhiều bạn rồi ấy uh. câu trả lời rất hay cho nha. nên là uh, không, 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 Tại không vì cần vì làm em bạn nói, có nhiều người họ, họ chỉ muốn thêm chứ họ đâu có muốn ừ. bớt đâu thí dụ như nào ông họ chỉ muốn thêm thôi họ không muốn bớt chuyện tiếc đó, em có bao giờ em nói những câu rất đau lòng cho những người bạn trai cũ của em không à? em á ừ. có chứ có em câu, câu cũng nào là, là con người mà câu nào câu đau lòng nhất em có từng nói với bạn trai cũ khi mà em kiểu tôi không cần anh nữa thì là câu nào là câu đau nhất em có từng nói với họ ờ nếu mà đúng chính xác một câu nói thì em sẽ không nhớ ừ em sẽ không nhớ tại vì thường á em thấy nó giống như ác mộng ừ. em muốn quên đi ừ là nhiều khi bây giờ em không có muốn mở ra đọc những cái tin nhắn của em cảm thấy rùng mình nổi da gà kiểu như là cả một cái bầu trời xám xịt nó quay trở lại với em em sẽ không nhớ nhưng mà em sẽ thường nói những câu gì ta thường nói những cái câu trời ơi không chị có nhiều khi em cũng nói bậy á có không? có kiểu như là đôi khi mà em cảm thấy bực mình trong người quá xong rồi em cũng không phải là những cái từ tục tặng hay gì nhưng mà em cũng sẽ nói người ta thầm tệ những cái câu rất chua chị biết <laughs> kiểu cũng như mình là con gái mình, ừ. mình em em sống thật với cảm xúc của mình em cũng đã từng nói với người ta những cái câu như vậy khi mà em chia tay một người một mối quan hệ như đợt gần dạ. đây là mối quan sáu năm của em đi, dạ. thì em đã làm gì để em có thể move on nhanh nhất có thể? Ôi em thay đổi nhiều lắm, ừ. mà tất cả mọi người xung quanh đều cảm thấy vui cho em luôn. <laughs> à, em tập thể dục, đó ừ. là một cái việc mà em đã ngừng trong nhiều năm, thì bây giờ em mới tập thể dục lại. khi mà em còn quen bạn trai cũ của em á, thì ảnh có hỏi là xem không bao giờ tập thể dục với anh không bao giờ mình cùng nhau quốc cao hay này hay kia xong rồi đôi khi thỉnh thoảng ảnh nói ba điểm thế này thế nọ em 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 có thể tập để mà em có thể tốt hơn À, ý là anh cũng muốn tốt cho mình nhưng mà lúc đó thì em cảm thấy là uh, em phải cân bằng cuộc sống um, rất là nhiều thứ vừa đi làm vừa dành thời gian cho ảnh rồi gia đình rồi cho bạn bè. cho nên lúc này em cũng cảm thấy là em không dành đủ thời gian cho mối quan hệ đó. mà nếu như mà em còn tập thể dục nữa, em còn đi ra ngoài, em còn beauty, thì em sẽ không có thời gian. mà em tập với ảnh thì đôi khi em cũng lại sợ là em tập không đúng động tác. em là một người em rất là sợ tập xa động tác bởi vì em có một cái lưng võng uhm. và mọi người không hiểu được cái lưng võng này là do em sinh ra là như vậy. Cho nên là nó cũng rất là dễ bị tổn thương mà ở thời điểm hiện tại thì em cũng đang bị body shaming về cái việc lưng vọng của em. Ôi lưng võng là một cái nó sẽ tạo cho em một cái một cái shape người rất đẹp. Nhưng mà ta. mọi người cứ nói là em cố ỡng nhưng mà thật sự không phải ừ, là do ừ. em cố em đã sinh ra như vậy rồi. Hiểu. Nhưng mà mọi người không có hiểu thì khi mà em tập thể dục á thì ai cũng nghĩ là em tập sai lưng võng mà không phải cái lưng nó là như vậy. Em thấy em có thời gian cho cái việc tập thể dục, à, xong rồi sau đó anh đi hỏi là bạn bè của em là tại sao bây giờ huyền tập thể dục mà trong lúc quen anh huyền không tập thì bạn bè của em mới nói là tại vì lúc đó bé nó không thể nào đi ra ngoài nó tập được bởi vì nếu đi ra ngoài nó tập cho bản thân của nó thì nó sẽ không có thời gian dành cho anh thì bây giờ em có thời gian dành cho bản thân của em em tập thể dục và em đi rất là nhiều nơi em đi du lịch nhiều hơn trong khoảng thời gian 6 năm quen ảnh tụi em đi có hai nước yeah. và rất là gần à, Ủa? Hai bạn bận dữ lắm hả Hay sao Dạ không Tức là Một người thì Ví dụ như em là một người dễ travel hơn ừ. Còn anh thì không quen Với việc travel lắm ừ. Đó Thì em đi nhiều nơi Rồi Hồi xưa thì Em không bao giờ Nhận show vào ngày lễ Hoàn toàn không Tất cả các ngày lễ của Việt Nam Hoàn toàn không nhận show Để mà em dành thời gian Cho mối quan hệ của em Thì bây giờ Mà chỉ biết ngày lễ nhận show Thì cách xe ừ. cao hơn Đúng ừ. không ạ Thì bây giờ em Em cân bằng em cân bằng được việc đó. À, khi nào mà em cảm thấy cái ngày này nó không quá quan trọng, em có thể đi làm được thì em sẽ đi làm. Ừ. Thì em thấy là em hoàn toàn có một cái khoảng thời gian tập trung chỉ dành riêng cho bản thân của mình. Đôi khi cái việc mà em được thoải mái ngồi bấm điện thoại thôi, một mình bản thân của em, em cũng thấy đó là niềm vui. Nhưng mà sau đó em rút ra được một bài học kinh nghiệm là con gái của mình là mình vẫn phải tập trung cho bản thân của mình. Đúng rồi. Đôi khi mình nghĩ là cái điều đó mình dành cho người ta như vậy là tốt nhưng mà thực sự không phải. Mình mình phải mình cứ là bản thân của mình, mình phải hoàn thiện bản thân của mình. Và nếu người ta yêu cái điều đó thì người ta sẽ là người đi lâu dài với mình. Hay quá ha. Chỉ có nghe một câu nói, chị cảm thấy đúng. Là mình chỉ thực sự biết một người sau khi mình chia tay họ thôi. Dạ, yeah. đúng không? Còn khi mà mình mới đầu mới quen nhau nè, rồi trong thời gian quen nhau là họ sẽ show những cái gì mà đẹp nhất, họ sẽ cố gắng hết sức có thể vì mình còn cái giây phút mà mình họ cảm thấy là không cần không cần nhu cầu mà cố gắng nữa mình mới thật sự mình biết được con người họ là như thế nào ừ. thì là một người chia tay văn minh hay không là cái khúc đó mới biết dạ yeah. đúng không thì là chị nghĩ nói người ta thì cũng phải nói ngược lại mình là mình văn minh hay không cũng là những cái lúc như vậy dạ yeah. thì chị thực ra chị cũng tự nhận ra là cũng có những lúc giống như lúc này em cũng nói là mình không hề văn minh trong cái lúc mà mình không mình văn minh trong cái chuyện chia tay nhưng mà những câu chữ mình nói với họ sẽ có những ngày nó không được văn minh lắm dạ yeah. bởi vì mình mang cái sự chua cay từ cái chia tay vào và mình mình nói chuyện với họ cũng có thấy có lỗi nhưng mà khi mà mình nhận ra là ok mình không văn minh ở ngay thời điểm đó thì mình đừng làm nữa mm. và mình sẽ cố gắng là những thời gian sau đó mình sẽ cố gắng nói chuyện với họ như một người bạn và nói những cái câu tốt đời đẹp đạo một chút xíu <laughs> tại vì cái đó nó cũng có liên quan tới năng lượng thì mình không nên mm. mang cái năng lượng nó xấu đó mình cứ mang vào người mình như vậy. Em nghĩ đến một cái thời điểm mà mình nhắc về người ta hay là mình gặp người ta với một cảm xúc nó rất là bình thường thì đó là cái giây phút mà mình thực sự move on nha. Đúng rồi. Cái đó mới gọi là thực sự move on. Rồi còn cái việc mà sau khi chia tay mới biết được người ta là ai thì em thì em cảm thấy một người tốt đó, là cho dù chia tay êm đẹp hay không nhưng mà mình biết họ vẫn luôn ở đó ừ. vì mình và khi nào mà trong những cái tình huống mà cấp bách hoặc là mình cần cái điều đó mà họ luôn sẵn sàng để họ giúp đỡ mình thì em nghĩ về sau thì đó cũng là một mối tình đẹp đúng rồi ừ. và cái câu em nói cũng rất là hay đó chính là khi mà mình nhìn một người và mình không có một cảm xúc gì nữa đó mới thực sự là move on ừ. ờ, có một người chị nói với chị là ngược lại của yêu không phải là ghét ngược lại của yêu là không cảm xúc Hmm. Khi mình nhìn một người, mình nói về một người mà mình một cảm xúc của mình rất là nó neutral, nó nằm ở một cái bình lặng, bình lặng. Lúc đó mới thực sự là lúc đó mới thực sự là quên đó. Đúng rồi. Chứ nếu mà còn hận là còn yêu nha. Hmm. Đúng. Khi cái cảm giác mà chị yêu một người với chị hận một người nó giống nhau ở một điểm là chị luôn nghĩ về người đó. Có cảm phải là nó luôn cao. Đúng, chị 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 mà hận một người là chị Nhắc tới người ta là chị cảm thấy mãnh liệt đúng không thì yêu cũng như vậy nhưng mà em nên em rất đồng ý với chị là khi mà mình không yêu một người nào nữa mình không cảm xúc với người đó mới thật sự là hết yêu đó mới thực sự là hết yêu Hi, hôm nay là một cuộc nói chuyện hình như là mình đang đi từ bộ cũ của người yêu mới mà sang thành là move on sau một mối quan hệ đúng không? Dạ yeah, thật là hôm bất ra. ngờ. <cười> thật <cười> ra một cái mối hôm nay là một cái cuộc trò chuyện rất là thú vị cảm ơn Huyền rất là nhiều đã đến yeah. đến chia sẻ với chị những cái uh, chuyện tình cảm của em mà không phải lúc nào em cũng chia sẻ public đúng không? Dạ yeah. và chị cũng cảm thấy vui là em dám tin chị nếu mà em em kể cái câu chuyện đó đúng là em cũng không kể chuyện này với ai à, nhưng mà em thấy cái cuộc trò chuyện nó diễn ra một cách tự nhiên và nó có một cái sự biến đổi chủ đề ừ. là bởi vì sao hai chị em mình không có quan tâm đến việc là người kia có người yêu mới hay là bản thân của mình có người yêu mới cũng không quan trọng mà cuối cùng là mình đề cao cái cảm xúc của mình cái bản thân mình yêu bản thân của mình nhiều hơn mình sẽ quan tâm đến việc là mình thực sự mua von hay chưa ừ chứ mình sẽ không quan trọng là Tôn tép ngoài rìa như thế nào mình sẽ không quan trọng là người ta là có chiếc xe đạp nào mới hay chưa dạ đúng thì thì cuối cùng nó vẫn là một cái nguồn năng lượng tích cực mà đúng em rồi. nghĩ là mọi cô gái nên có ừ. vẫn là hãy tập trung vào bản thân của mình để mà mình lấy lại những cái gì tốt đẹp nhanh nhất có thể còn cái việc sớm hay muộn bản thân của mình hay người có người mới thì là họ phải có thôi ừ. đúng, đúng không rồi. chị dạ cảm ơn mình cũng chị. không thể cảm nào mà <laughs> ôm một cái kiểu là đóng khung người ta lại và không cho người ta có người mới được đúng không dạ yeah. cảm ơn quý vị khán giả yeah. đã lắng nghe cuộc trò chuyện của thanh thanh huyền và chị ngọc thanh tâm à, cũng hy vọng là bạn nào mà đang gặp rắc rối trong một mối quan hệ hay là đang trong cái khoảng thời gian mua von thì sẽ có những cái sự đồng cảm ừ. cho cuộc trò chuyện này cũng như là Hình chúc các bạn sẽ có một khoảng thời gian đạp xe đạp thật là vui. <cười> <cười> cảm ơn các bạn rất là nhiều đã theo dõi podcast này nha. À, còn bây giờ thì các bạn đừng quên bấm like video này, bấm subscribe kênh Ngọc Tâm Official và bấm cái chuông để nhận thông báo khi mà tâm ra những podcast mới nha. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn Huyền. Cảm ơn mọi người. See you.